Hi, chào các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về cách làm thế nào để không còn phải lau những vết bẩn do bình gas tạo ra. Là vì thường thường là gì? Bình gas họ sẽ để ở ngoài trời vào mùa đông, nhiệt độ ở ngoài trời lạnh, và sau khi đưa vào nhà, những cái bình gas này nó sẽ bị bốc hơi nước, và lâu ngày nó sẽ chảy xuống ở cái đáy của cái bình gas này, và nó sẽ làm han rỉ cái bình gas này. Thì sau khi mình đặt lên các cái nền gạch hay nền xi măng hay là bất kỳ một cái gì đấy, thì thường thường nó sẽ tạo ra cái vết gọi là han rỉ, màu đỏ đỏ đấy, rất là bẩn và khó lau lắm, lau rất là lâu và mất thời gian. Thì hôm nay mình đã biết được một cách và mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Đấy là gì? Đấy là cái nắp xô này. Đây là cái nắp xô ớt của mình. Mình mua xô ớt mà, mình không có nắp. Thế là mình lấy tận dụng cái nắp này để mình đặt cái bình gas lên cái nắp xô này. Cái nắp xô này thì nó vừa với lại cái bình gas luôn, vì là cái xô này thì nó thường là nó có 10 lít nhé. Nó 10 lít cái xô đấy thì nó rất là vừa với cái đáy của cái bình gas này. Và mình đã chuẩn bị một cái nắp để mình đặt cái bình gas này rồi. Sau khi mình đặt cái nắp xô này lên bình gas này lên nắp xô thì mình di chuyển. Di chuyển cái bình gas này nhé, là cũng rất là thuận lợi, rất là nhẹ nhàng di chuyển. Nó không bị tạo ra một lớp ma sát giữa bình gas và nền gạch hay nền xi măng nhé. Nó sẽ rất là an toàn, vì nó sẽ không tạo ra cái tia lửa cọ sát giữa bình gas và nền gạch nữa. Thì sau khi mình đặt lên cái nắp xô này thì mình kéo đi kéo lại, nó là rất là vừa là dễ dàng và an toàn cho mình. Cho nên hôm nay mình chia sẻ với các bạn. Và không chỉ là những người làm quán ăn hay là làm bar, mà tất cả những hộ gia đình cũng dùng gas bình này. Cho nên là nếu ai mà dùng gas bình thì hãy để lên cái nắp của cái xô thì rất là thuận tiện, vì tất cả các cái han rỉ nó sẽ nằm ở trên cái nắp xô này, và mình không cần phải lau dọn nhiều nữa, lâu nữa, mà rất là nhanh. Nếu các bạn thấy bổ ích, hãy like và chia sẻ cho mọi người nhé, vì mình nghĩ rằng không phải ai cũng biết cách này để đặt lên cái bình gas lên cái nắp xô, nhất là những hộ gia đình hay là những quán ăn. Các bạn hãy like và chia sẻ cho mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.